5, 6, 7. Quay ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quay đầu gối cho cả nhà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quay ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mở gối rộng ạ. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Chân bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quay ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi chân ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quay ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quay quay eo lườn như cả nhà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quay ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cả nhà, hôm nay là mình đến động tác số 10 nhé cả nhà mình. Động tác số 10. Chúng ta đi lại. Đi lại mấy bước đi ạ. Đi lại thả lỏng mấy bước đi cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ làm đến động tác số 10 ạ. Chân đứng thẳng ạ, vuông góc với thẳng với vai. Chúng ta cuộn nắm đấm ở phía trong, ngón cái vào bên trong nha cả nhà. Sau đó chúng ta đưa tay lên trên, nắm đấm hướng xuống dưới mặt đất. Nắm đấm hướng xuống dưới mặt đất. Sau đó là chúng ta gì ạ? Đưa tay lên cao và dang hai bên ra như thế này, tưởng như là chúng ta đang đội đội trời ạ. Như thế không ạ? Cuộn nắm đấm này, ngón tay trỏ vào bên trong này, chúng ta đưa thẳng ra phía trước, xong đó là đưa hai bên lên, nắm đấm về phía sau, về về mặt của mình ạ, về sau lưng ấy ạ. Xong đấy chúng ta sang hai bên như là đội trời. Lực ngưng ở nắm đấm như là chúng ta đang đội hàng trăm ký ở trên nhé. Ở bên trên tay của chúng ta. Và siết và nén thật chặt. Siết và nén thật chặt. Như đang đội ông trời. Sau là ngưng lực ở nắm đấm. Và đội mạnh hơn nữa. Siết và nén thật chặt toàn diện. Siết và nén thật chặt toàn diện. Cả nhà nghe được không ạ? Xong đó là chúng ta ngón tay trỏ thì vẫn cứ để vuông góc, nắm ngón tay cái ở trong thế này và siết và nén toàn diện. Giữ 5 đến 10 giây. Thôi. Cả nhà nắm được động tác này chưa? Trinh làm lại một lần nữa nhé. Cuộn nắm đấm vào bên trong này, cuộn tay vào bên trong, ngón tay trỏ vào bên trong, ngón tay cái vào bên trong ấy ạ. Chúng ta đưa lên đằng trước. Hai nắm đấm ở phía mặt dưới, xong đó chúng ta quay lên, úp nắm mặt nắm đấm về phía sau lưng, dang hai tay sang hai bên như đội trời, như chúng ta đội trời, siết và nén thật chặt, siết và nén thật chặt, toàn thân siết và nén thật chặt, giữ 5 đến 10 giây rồi chúng ta xả, xả, thôi thì bắt đầu xì hơi thả xả ra hạ tay xuống. Ok, cả nhà bắt đầu nhé cả nhà. Cô Hải đi đâu rồi? Cô Hải sắp đến nhé cô Hải. Siết và nén thật chặt cả nhà.
ngưng lực ở hai nắm đấm, siết và nén thật thôi. Hai, siết và nén thật chặt thôi. Siết và nén thật chặt. Thôi. Siết và nén thật chặt. Hai tay đội trời ạ. À? Hai tay đội trời, siết và nén thật chặt. Thôi. Hai tay đội trời, siết và nén thật chặt. Thôi. Siết và nén thật chặt. Thôi. Sáu. Hai tay đội trời. Siết và nén thật chặt. Thôi. Xì ra và thả lỏng. Chúng ta nhớ động tác siết và nén thật chặt ạ. Bài ạ. Thôi. Tám. Siết và nén thật chặt ạ. Thôi. Chín. Siết và nén thật chặt. Thôi. Mười ạ. Siết và nén thật chặt ạ. À? Thôi. Mười một ạ. À? Siết và nén thật chặt. Thôi. Chúng ta lại đưa về phía trước như lúc đưa lên. Xong bắt đầu hạ tay xuống. Cuộn 5 đấm vào ngón tay cái để vào phía trong. Siết và nén thật chặt cả nhà. Thôi. 12 ạ. Siết và nén thật chặt. Thôi. 13. Siết và nén thật chặt. Tay vuông góc như cô Trà. Tay vuông góc này. Vuông góc lên. Thôi. Tay vuông góc lên cả nhà. Để vuông góc như thế này ạ. À, chúng ta đánh sang vuông góc. Thì cái tay của chúng ta vẫn vuông góc. Đúng rồi đấy ạ. À. Siết và nén thật chặt ạ. À. Thôi. 15 ạ. À. Cô Hải đếm nhá.
Dạ. Siết và nén thật chặt. Thôi. 16 à? 7. Siết và nén thật chặt. Chúng ta siết và nén thật chặt. Sau này chúng ta biết là chúng ta đang sử dụng được cái hộp kín. Thôi thì chúng ta sẽ rất khỏe mà nha. Sau này 17. hoạt động bất kỳ một cái gì cũng chúng ta cũng dùng dùng khí ở hộp kín. Siết và nén thật chặt để chúng ta quen với cái thao tác của hộp kín này. Siết và nén thật chặt cả nhà. Ôi. Rồi. 18. 18. Siết và nén thật chặt. Ai mà muốn bụng nhỏ eo thon, chúng ta tập tập những động tác này, bụng sẽ nhỏ eo sẽ thon đấy ạ. Ai mà sinh con và dạn da thì sau này sẽ thấy da bụng của mình là săn chắc hơn. Ôi. Cái gì 19. là tác dụng phụ thôi cả nhà nhé. Bụng nhỏ eo thon là tác dụng phụ thôi đấy ạ. Siết và nén thật chặt. Thôi. Ồ. 20. Hai tay song song ngang lại ngang vai như đội trời. Siết và nén thật chặt. Thôi. Ồ. 21. Siết và nén thật chặt cả nhà. Thôi. 22. Siết và nén thật chặt. Ôi. Thôi, thôi là xì hơi ra cả nhà. 23. Siết và nén thật chặt. 24. Thôi. 25. Siết và nén thật chặt. Thôi. 26. Siết và nén thật chặt. Thôi. Xì hơi 27. ra cả nhà. Mình dừng lại là xì hơi ra để cho thả lỏng cơ thể và lấy hơi vào, đồng thời cũng lấy hơi vào. Sau đó chúng ta đưa tay lên và siết và nén thật chặt. Thôi. Ồ. 28. Siết và nén thật chặt. Rồi. Ồ. Siết và nén thật chặt cả nhà. 29.
Ôi. 30. Siết và nén thật chặt. Cơ mặt thả lỏng. Thôi. 31. Siết và nén thật chặt ạ. À? Cơ mặt thả lỏng nhé cả nhà. Ồ. 32. Siết và nén thật chặt. Ngưng lực ở hai nắm đấm ạ. À? Hai tay chúng ta đang đội trời. Thôi. Ồ. 33. Siết và nén thật chặt. Hai tay chúng ta đang đội trời ạ. À? Ngước lực ở nắm đấm. Thôi. 34. Siết và nén thật chặt ạ. Ồ. 35. Siết và nén thật chặt. Thôi. Ồ. 36. Siết và nén thật chặt. Thôi. Cả nhà thả lỏng đi lại vài bước. Chúng ta đi lại vài bước nhà. Thả lỏng cơ thể đi ạ. Chúng ta sang động tác thứ 11 cả nhà mình. Động tác thứ 11, chúng ta vẫn cuộn nắm đấm ạ, như bình thường ạ, nhưng mà ngón cái chúng ta để ở bên ngoài. Xong đấy chúng ta đưa lên gần trước ngực như thế này, bắt đầu mới bật hai ngón cái ra và siết và nén thật chặt. Ngưng lực ở hai đầu ngón cái. Thôi thì chúng ta cũng xì hơi ra. Nó giống như cái động tác số 2 của chúng ta, nhưng mà cái này là đưa tay cao lên trước ngực. Động tác số 2 là ở dưới bụng, dưới rốn. Động tác này là trên ngực ạ. Như cả nhà, đơn giản không ạ? Động tác này cả nhà, bắt đầu nhá. Cuộn hai nắm đấm lên, đưa lên ngang ngang bụng bên trên đấy ạ, trên ngực. Nhấc ngón cái mạnh lên, ngưng lực tại hai đầu ngón cái. Và nhấc mạnh nữa lên, giữ 5 đến 10 giây, thu ngón cái lại, xả tư thế. Cả nhà, bắt đầu nhé cả nhà mình. Nắm đấm để bên ngoài, ngón cái để bên ngoài, chúng ta cuộn nắm đấm lại, ngón cái để bên ngoài. Chúng ta Đầu nhắc lên trên ạ. À? Nhắc lên đến trên bụng này, rồi trên rốn này, rồi chúng ta bật ngón cái ra. Bật hai ngón cái ra và nhấc ngón cái mạnh hơn nữa, ngưng lực ở hai ngón cái. Siết và nén thật chặt. Siết và một nén thật chặt thôi. hai Cuộn nắm đấm lại. Bật hai ngón cái ra. Siết và nén thật chặt. Ngưng lực ở hai ngón cái. Thôi. Cuộn nắm đấm lại. Ngón cái ở bên ngoài, chúng ta đưa lên trên ạ. À? Bên trên rốn trước ngực. Bật hai ngón cái ra. Siết và nén thật chặt. Lực ngưng là hai đầu ngón cái. Siết và nén thật chặt. Ồ. Thôi. Bốn. Siết và nén thật chặt. Thôi. Ồ.
năm Ngưỡng lực ở hai đầu ngón cái cả nhà. Đưa lên đến trên, bắt đầu mới bật hai ngón cái ra. Lực vào hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. ồ Xả hơi thì bắt đầu chúng ta hạ ngón cái vào. Siết và nén thật chặt. Rồi. Ồ. Bảy. Đưa nằm đấm lên trước ngực này, bắt đầu chúng ta mới bật hai ngón cái ra. Siết và nén thật chặt. Ngưng lực ở hai đầu ngón cái. Rồi. Bốn. Tám. Bật hai ngón cái ra. Ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Thôi. Rồi. Cuộn nằm đấm lại, ngón cái bên Chín. ngoài đưa lên trên ạ. Bật hai ngón cái ra, ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Thôi. Ồ. Mười. Ngón cái để bên ngoài nâng lên, bật ngón cái ra, ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Siết và nén thật chặt ạ. Thôi. Ồ. 12. Cuộn nằm đấm lại ạ. Ngón cái để bên ngoài, chúng ta đưa tay lên trên, bật hai ngón cái ra, ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt toàn thể cơ thể. Thôi. Ồ. Thôi chúng ta thả lỏng ngón cái ra, xong đó là chúng ta hạ tay xuống. Bật ngón cái ra, ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Thôi. Ồ. 14. Ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Thôi. 15. Ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Thôi. 16. Ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Ôi. 17. Ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Thôi. Ồ. 18. Ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Thôi. Ồ. 19. Ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Thôi. 20. Ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Thôi. 21. Bung hai đầu ngón cái ra, ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Rồi. Thôi. 23.
Ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Rồi. Ồ. Hai bốn. Ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Ôi. 25. Ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Rồi. 26. Đưa nằm nằm lên ạ. À. Lúc này mình bật hai ngón cái ra. Ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Rồi. 27. Ngưng lực ở hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Rồi. 28. Ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Rồi. Ồ. 29. Đưa tay lên là bung hai đầu ngón cái ra. Ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Rồi. 30. Siết và nén thật chặt. Rồi. Ba mốt. Ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. Rồi. Ba Hai ngón cái bung ra, ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. hai. Ba Bung hai đầu ngón cái ra, ngưng lực hai đầu ngón cái, siết và nén thật chặt. ba Siết và nén thật chặt. Rồi. ồ ba Siết và nén thật chặt. Rồi. ồ ba sáu. Ôi. Rồi. Cả nhà thả lỏng cơ thể đi lại ngoài nước đi ạ. Sau đây chúng ta đứng dậm chân một chút ạ. Dậm gót chân ạ. Gót không không chạm đất nha cả nhà. Gót không chạm đất. Gót không gặp chạm đất, cả nhà đứng dậm gót chân một chút đi ạ. Chị Điệp có chia sẻ động tác này không chị Điệp? Chị Điệp ơi, chia sẻ động tác này đi ạ. Động tác này chị thấy sao ạ? Thế động tác này dễ tập, Dễ tập ạ. Có siết không ạ? Siết dễ nén không tập, ạ? dễ được, có À. Siết và nó nén cũng thật nổi chặt. cái cơ cơ tay gọi là hơi đau đau đấy nhé. Dạ. Quan trọng ạ.
Cả nhà nhớ cái động tác mà Ừ. chúng ta phải siết nén thật chặt, thì cái này nó là khí mà, để chúng ta mới vận hành được khí, nó mới lưu thông, nó mới đi được. Xong đấy là ý dẫn khí, thì khí nó mới đi ra hai đầu ngón tay. Mỗi một động tác thì mình dẫn khí ra một đường. Ừ. Dạ. Thầy Thành Trung chia sẻ gì không ạ? Ôi, sao mình tắt mày nó mướt mồ hôi luôn đấy. Cái này là nó em thấy lúc mà dồn mình giữ thật chặt ở chỗ khí hải ấy, là lúc đấy là cơ thể mình nó nhiều cơ nó vận động phết, cũng là cơ bụng. Em rồi em lúc nén ở đấy lúc đến động đến tầm thứ 30 là thấy mồ hôi bướt hết luôn. Cái này cho Là thấy em cảm thấy giác tức thế là cảm nhận được rồi đúng không? Thấy ngon đúng không? và nhưng mà nó ra mồ hôi nhiều hết đấy. Đúng rồi, chính xác, Và ngon rồi đấy. em tập Thế thấy còn mấy lần thấy cái cơ vai như nó đỡ đau hẳn kìa, con này lần khỏe đỡ hẳn chưa? hết luôn. Đấy, bao giờ là thông hết, là cứ thông khí ra là nó hết đau à? Cái chỗ đấy là nó bị tắc. Nhưng mà khi mình vận động thế này thì nó bắt đầu nó thông dần, thì mới thông thì nó phải đau. Sau khi là nó mình tập tiếp thì nó sẽ hết đau, bởi vì nó được thông là nó hết đau. Cả nhà cứ dậm gót chân đi cả nhà nhá. Và chúng ta còn 1 phút nữa, chúng ta dậm gót chân đi ạ. Dậm gót chân này là tốt lắm cả nhà. Gót chân không chạm đất nhé cả nhà. Gót chân không chạm đất ạ. Chúng ta mà có khí rồi, mai kia chúng ta làm vận động nó đơn giản lắm. Cả nhà mấy hôm nay cả nhà có chạy đều không ạ? Chắc là tuần này bắt đầu tổng kết hết cả cả nhà đấy ạ. Thứ bảy là sẽ chốt nhé cả nhà. Cả nhà xem là đã chạy được bao nhiêu rồi ạ? Để tổng kết ạ, một lần. Thấy nhiều chị, thấy 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 nhà mình chạy chạy giỏi ghê, toàn 4 cây mà mấy cây à? Ở cô Huế là à, ra ngoài rồi hả? Có nghĩa là ai mà đi bộ thì cũng gửi lên nhé, cũng gửi hình ảnh lên thì mình nắm bắt được. Cả nhà mình có ai chia sẻ gì không ạ? Hôm nay mình nghỉ ở đây nhé. Ngày mai chúng ta sẽ tập động tác 12. Biết ơn cả nhà lắm lắm ạ. À, mình chào cô nha, chào cả nhà nha. Dạ. Em chào cô Tinh, em chào cả nhà. Nên làm gì Dạ, được cả nữa? nhà. Chào cả chị, chào cả Dạ, Hằng biết nha. ơn cả nhà. Vâng ạ. À.